nhá. Rồi để chú ý này, lên đến xe thì em chỉnh chiếc ngon lành nhá, bắt đầu đi. Được chưa? Chỉnh ghế này, chỉnh ghế như xe như hôm nọ thôi. Được chưa? Chỉnh ngon lành thì bắt đầu đi này. Đấy, bây giờ anh sẽ đi mẫu cho em một vòng. Bây giờ chỉnh ngon lành rồi, cài dây toàn này, ngon lành rồi này thì vào số 1 này. Được chưa? Đấy, và xin nhấn trái gảy xuống này. Đó. Nghe tín hiệu bắt đầu thì mình đi. Được chưa? Đi này. Khi nào có tiếng tính to nhá, nghe này, tính to tắt xi nhan. Nếu em không tắt xi nhan mất 5 điểm nhá. Bài thi tiếp theo. Tính to là bài tắt tắt xi nhan đúng rồi. Tiếp theo này. Em nhìn cái vạch vàng thấy chưa? Nhìn vạch vàng không? Nhìn thấy vạch trắng không? Nhìn thấy vạch trắng không? Trắng ở trước đi. Trắng sau vạch vàng có một vạch trắng nhỏ kìa. Trắng to kia thì không nói. Thì bây giờ giữa cái xe của mình phải trùng với vạch trắng đấy. Bây giờ anh đi này. Bây giờ giữa cửa xe nhìn nhá, giữa cửa xe này trùng với vạch trắng, em phải nghiến người lên một tí này, qua vạch vàng cũng vạch trắng này, nghiến người lên một tí này. Đấy, được chưa? Giữa cửa xe trùng vạch trắng là ăn điểm nhá. Nếu như em đi quá một tí mất 5 điểm, đi non mất 5 điểm nhá. Bắt đầu đi tiếp này. Bắt tút phát là nhận bài ngon lành rồi, được chưa? Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và tiếp theo, hành ngang dốc. Giữa cửa xe này trùng cửa sổ tốt, nếu đi bên phải nhá. Đưa ga nhẹ nhẹ lên thôi, gần điểm này. Đạp côn vào này. Rồi phanh này, được chưa? Bây giờ giữ nguyên phanh này, giật phanh tay này, được chưa? Đấy, làm bài phanh tay nhá. Ga lên 3000, 2500 nhưng 3000 này, giữ nguyên ga này, ra côn từ từ cho nó trùng xuống 1500. Đầu xe đang muốn lên này, nó bành xe lên này. Được chưa? Lúc này nó bành xe rồi thì bỏ phanh tay. Ga lên thôi. Phải giữ nguyên chân côn nhé. Nhiều người bỏ côn ra là trên máy luôn, được chưa? Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Và đây là thời gian thi này. Đây là số điểm của mình có này, được chưa? Và thời gian trong bài. Đấy, em lưu ý. Lúc này xuống dốc thì hơi già phanh thôi, được chưa? Bám đều tay này. Đấy, đi đến đâu thì chip nó nói em nghe đến đấy, đúng chưa? Chip nó nói nào thì mình làm đấy. Rồi. Đấy, hàng đinh này. Bánh xe mình sẽ đi vào lọt vào hàng đinh. Được. Nếu đi lọt vào hàng đinh thì không mất điểm, mà em đi tránh hàng đinh là đi về luôn, đè lên chỉ mất 5 điểm thôi. Đấy, mình sẽ lưu ý như vậy. Còn cái bài đề 3 đấy, đề 3 mà dừng non chỉ mất 5 điểm thôi, mà đề 3 dừng quá thì đi về luôn. Đấy. Đấy, người này, người em nhìn này, nhìn cái vạch trên này, vạch trên bờ thường. Trên tường. Trên tường có cái con nút ấy, nút gì đấy. Em chụp cái này này, được chưa? Em đi lên trái luôn, được chưa? Đấy là những cái mẹo đi trong hình. Bây giờ mình sẽ trả dần lái này. Vuông xe này. Vuông xe mà làm sao này. Cái thành xe bên phải này, em nhìn thấy thành xe bên phải này. Em cách kia khoảng 20 phân thôi. Cách vạch vạch trắng ấy, vạch trắng này, vạch trắng này. Nhìn thành xe này, thành xe. Vạch đây này, vạch vôi này, vạch vôi rìa đường ấy, bó đầu xuống dưới, bó đầu ra ngoài đấy, vạch trắng ấy. Được chưa? Thành xe cách khoảng 20 phân gương, thôi. Nhìn gương, nhìn gương này, ngồi đây mới nhìn được đấy, nhìn chưa? Tiếp theo là người em trùng với cái cột từ xa kìa, lúc này đang hơi xa đúng không? Đấy, thì mình đi gần lại một tí này. Đấy, vừa đi vừa nắn theo, vừa đi vừa nắn theo một tí, mà đi chậm nắn theo này, liếc gương này. Đấy, đẹp luôn đúng không? Vừa đi phải vừa hơi chất phải một tí thì nó ăn. Tiếp theo đường vuông góc này, tiếng tay gương đến góc này thì mình phải hết lái ngay. Được chưa? Và đi chậm như này thôi này. Nếu đi nhanh quá là nó bị đè lên đây, hoặc đè lên kia, được chưa? Đến đây thì em có thể dừng xe này. Đến đây có thể dừng xe nhé, dừng thoải mái nhé, không mất gì cả. Đấy, cứ trả thằng xe này, dừng xe này. Đi đằng trước thì có xe. Thì tiếp theo này, tay gương lại đến góc này thì hết lái, được chưa? Hết sạch luôn. Đấy, thì mình sẽ đi qua được cái chỗ này. Nếu đi nhanh quá thì cái bên trái này nó sẽ bị đè lên đây này. Nhiều người nhá, đi đến đây ấy, chẳng may mà đi quá rồi thì mình lùi lại không sao nhá. Đấy, đừng đi cố. Đấy, nhiều người đi cố là bị mất 5 điểm ở trên này, tức là bánh xe nó đè lên đó, chẳng. Bài thi rồi. Tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển. Đấy, đến đây mà nó báo là bài thi tiếp theo thì dừng thoải mái, được chưa? Và em lưu ý là không được bám theo thằng này nhá. Đi thi mà đi tập thế không được bám theo nó nhá. Đấy, cái tay gương góc phải hết lái ngay, được chưa? Tay gương góc vào tường này,
đứng xe phải tay luôn góc bờ tường. Em lưu ý nhìn cái vạch vàng đằng trước không, vạch vàng đằng trước ở trên này, khi em ngồi em không nhìn thấy vạch vàng thì dừng lại, đấy, dừng lại và chặn bằng xe. Tất cả các điểm nhé, ngã tư nó có tất cả những cái vạch vàng đấy thì mình dừng lại nhá. Và em nhìn đèn này, đây là đèn đỏ. Cái này là nhấp nháy thì mình cần phải dừng hẳn xe. Đây, ví dụ là nó rú này, tí nữa nó sẽ có trường hợp đấy. Đợi nó rú đi. Đấy, vừa rồi là điểm đấy cũng có một điểm nhá. Đấy, cái điểm vừa giờ này, số xe 14 đang đi kìa. Đấy, cong đến đầu thì em bám vào đây này, được chưa? Tính toàn thì hết lái này. Đấy, quan sát gương, đi về bên nào thì nhìn gương bên đấy. Xong lại hết lái phải luôn này, được chưa? Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nhìn này, còn 3 giây đi này. 3 giây đỏ này, được chưa? Thì đi luôn này. Ok này, đúng chưa? Đấy. Đâu? Đấy. Hết 3 giây đỏ thì mình nhảy sân xanh. Bài thi các xe dọc vào nơi đỗ. Đi thẳng này thì mình được ga nhá. Được ga nhẹ thôi, không được quá 2.000 vòng một phút và 20 km một giờ được. Chỗ cua này thì để về phanh. Và lại sang ga tiếp. Em lưu ý là em không được đi đè qua cái vạch liền này. Vàng. Vạch liền, vạch vàng đấy. Được. Chuồng thì đừng vào chuồng C nhé, đây là chuồng C này, nhiều người phi vào chuồng C thấy to, phi vào chuồng C cho nó rộng là toang luôn, là đi về luôn, hiểu chưa? Đấy, vào chuồng B này, thì cái gương của mình đến giữa thì mới bám này, hiểu chưa? Bám này, đấy, gương đến giữa. Có hai chuồng B đúng không? 4 chuồng, bên kia 2 chuồng, bên này 2 chuồng này. Đấy, và lưu ý này, giữa cửa xe trùng giữa chuồng nó có vạch đỏ, vạch trắng với nhau này, thì dừng lại hết lại phải tiến lên, hiểu chưa? Đấy, cứ làm theo anh hướng dẫn như nào thì cứ làm theo thế thôi. Tiếp theo là đua xe trùng giữa chuồng này. Mẹ nãy giờ chưa bấm nút quay. Đây, đua xe giữa chuồng này. Quay lại đi được rồi. Được chưa? Bây giờ hết lái trái này. Quay được rồi thì về còn có video anh đằng sau anh gửi cho bạn. À ok. Quay đi. Quay được. Thôi, bây giờ quan sát hai gương này. Được chưa? Quan sát hai gương. Đấy. Và lưu ý là cái song song thì dừng hẳn xe. Đấy, được chưa? Và trả lại hai vòng. Nhìn thấy chưa? Cái kia song song chưa? Cái kia là bây giờ bánh xe phải đè qua vạch vàng này, nhìn mình nhìn gương đấy, nhìn thấy vạch vàng nó tút ra này. Đấy, ok chưa? Và số 1 tiến lên, đừng lùi quá mà đè vào sau là mất điểm nhé. Bây giờ người đè thôi, chuồng, đè qua nó tút phát là được. Đấy, đi ra thì đừng để đè vào vạch, đè vào vạch lại mất 5 điểm luôn nhé. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Anh vẫn 100 điểm à? Ra đi này thì cứ đỗ là được thôi, không cần phải lấy tuyệt đối 100 điểm. Bao nhiêu điểm là đỗ nhỉ? 80 điểm là đỗ rồi. Đây là sai 4. Và để cho thằng trước nó đi đã thì mình mới đi theo nhé. Chứ không được bám theo nó. Được chưa? Mình lại lên mình đứng tiếp. Nhìn thấy vạch vàng đấy chưa? Nhìn thấy vạch vàng vừa ngã tư này chưa? Không nhìn thấy vạch vàng thì dừng lại được chưa? Đây này. Đấy, tức là mình gọi là dừng trốn đèn đỏ đi. Hiểu chưa? Nếu mà mình dừng vào đấy mà dừng sai điểm là lại mất 5 điểm. À mình dừng xa đấy, đúng không? Đây gọi là trốn biển đỏ mà. Ta nhìn biển nó rẽ gì đây? Nhìn biển này, biển đây. Rẽ gì? Đấy, trái. Đúng rồi. Đấy thì phải xin ra, xin ngang, được chưa? Đấy. Thế còn 3 giây đỏ thì mình đi thôi. Được chưa? 3 giây đỏ thì đi. Đấy. Bây giờ cái gương của em này đến giữa đường thì em bám, được chưa? Giữa đường này. Đấy. Nếu mà em đi nhá mà bánh xe nó đè qua cái vạch này thì là cũng đi về luôn đây này. Đi chưa? Đi đi. Thôi đây đến điểm này là D đang nháy, nhìn D nháy chưa? Đây. Sang cái chỗ lốp nhá. D đang nháy này. Thì bây giờ mình sẽ gần đến đấy rồi nó rú lên thì đạp côn xong dừng hẳn xe. Đạp côn này, dừng hẳn xe này, rồi ấn nút này. Đấy, tôi bình tĩnh làm, được chưa? Sau khi nó rú xong ấy, thì sẽ nhìn thấy số 14 này. Nhìn thấy chưa? À, lúc này tắt này và đi tiếp. Nếu thực hiện sai thì mất 10 điểm nhé. Đấy, ví dụ như em không tắt, em quên, em bỏ phanh em đi thì mất 10 điểm luôn. Bài thi tiếp theo. Cứ nhớ bài là thi dừng xe, cứ dừng hẳn đã. Tiếp này. Bài dừng đường tàu, dừng đường sắt này. Em đi làm sao đi này? Lưu ý là đi càng sát càng tốt, được chưa? Chứ nhiều người đi mãi đằng kia thì không nắm được cái gương này.
cái gương của mình trùng với bốn con ốc, cái chân con ốc này, được chưa? Nhìn cái cột đèn này chưa? Đấy, đây này. Cái gương của mình trùng với lại giữa bốn con ốc này, được chưa? Nhìn thấy chưa? À, đấy. Thế là ngon lành luôn, đúng chưa? Mình phải đi sát thì mình ngắm chuẩn. Tàu hỏa cũng phải dừng nhỉ? Cái gì? Tàu hỏa. Ừ, tàu hỏa đấy, đây là bài dừng tàu hỏa. Dừng đường tàu đấy. Bài thi tiếp theo. Thì bây giờ nó dừng, từng anh tưởng dừng cái chữ biển tàu hỏa. Đấy, cái tai gương nó trùng với góc đấy. Đây này, dừng hai lần à? Dừng hai lần à? Đó, dừng hai lần đâu. Sân tập là em dừng một điểm, còn ở đây là em phải dừng ở cái đúng cái điểm đấy. Cái gương đúng cái cột đấy gọi là dừng đường tàu. Tiếp này. Bài này là bài tăng tốc tăng số. Thì em lưu ý là em ga này, nhìn này. Nếu không có xe thì ga đều nhá, ga này. Khi nào tính toang thì ga căng sàn, nhìn này, ga này. Tay để sẵn đây, ga căng sàn. Căng sàn gần biển này thì bỏ ga, đạp côn này vào số 2. Đấy, xong rồi. Và dừng trước biển này. Dừng trước biển này. Và vào số 1. Dừng trước biển là nhìn đấy, biển đây đấy. Dừng trước biển tốc độ tối đa này, được chưa? Xong rồi. Đấy. Đến đây thì ngon lành rồi. Nhiều người đến đây trăm điểm vẫn bị trượt nhá, bởi vì bỏ ở trung ngang. Trung ngang có 4 chuồng để lưu ý này, chuồng 1, chuồng 2 này, chuồng 3, chuồng 4 này. Mình lùi chuồng nào cũng được. Đấy. Nếu mình đã biết phương pháp rồi thì lùi chuồng nào cũng được. Chuồng ngang thì trái thẳng trái. Đấy. Lưu ý là đấy. Tai gương này trùng này. Trùng góc trên thì dừng lại, được chưa? Tai gương trùng góc trên, được chưa? À, hết bước 1 này. Bây giờ hết cái trái tiến lên là sang bước 2 này. Nhìn này. Đấy, đuôi xe nó phải trùng góc trong này. Đấy. Trùng hoặc quá một tí đều được nhé. Đấy, hiểu hiểu nhìn nhé. Nhìn góc trong chưa? Bây giờ trả thằng gì? Trả đường xe. Rồi, xong vào số lùi. Vào số lùi thì lưu ý này. Về mo này. Lùi nó khác xe Riot nhé. Móc lên này. Ép trái đấm như số 1 thì là vào số lùi. Được chưa? Số lùi của kia thì đối diện số 5 đúng không? Đây là lên như số 1 thì em về mo này, được chưa? Móc trước này, ép sau đấm như số 1, được chưa? Thì là số lùi. Tiếp theo bước số 3 này, tính to thì mình dừng lại. Đấy. Hoặc có ai tinh ý đi thì nhìn một cái vạch trắng này, bánh xe nó đè vào vạch trắng để mình sửa. Đấy. Ví dụ sửa thì tính to rồi nhá. Tính to rồi thì bình thường em hết lên trái, đúng chưa? Nhưng bây giờ anh sẽ chỉ cho em sửa là để lấy chọn 100 điểm, tức là đến đây mình có 80 điểm thì mình mới lấy đủ, được chưa? Lùi lại khoảng 5 đến 10 phân nữa này, sau rồi hết lên trái. Thì đương nhiên lúc này bên phải nó sẽ bị bé, được chưa? Bị bé này, được chưa? Lúc này mình dừng thẳng xe này. Bây giờ trả gì? Trả hai vòng, đúng chưa? Tiến lên này lùi xuống. Tiến đi. Nên nó không vào được nữa rồi mà, đúng không? Tiến lên khoảng 30 đến 40 phân này thì dừng lại này. Lại hay là trái? Đúng rồi, hết lên trái. Và vào số lùi. Thì lúc này mình sẽ lấy chọn điểm luôn, mình không bị mất 5 điểm nữa, được chưa? Đấy, song song này thì dừng lại này, đúng chưa? Trả mấy vòng. Đúng rồi. Lùi sâu thôi. Tút khác thì dừng lại, đúng chưa? Đấy. Đang ở số lùi, nhìn là lưu ý này, đang ở số lùi đúng không? Bây giờ em muốn về số 1 thì em về mo đã. Xong em lại ép trái đấm thẳng lên thôi. Được chưa? Hiểu vấn đề không? Xong hết lại trái đi ra. Số 1 cũng ép trái hết. Lên số 1. Trái lên số 1. Ép trái vào số 2, tức là nó như xe kia thôi. Đúng chưa? Đây này. Nó chỉ khác mỗi số lùi là em về mo là móc trước này. Ép sau đấm thẳng lên là số lùi. Đây số lùi thì về mo này. Được chưa? Và 1, 2 này. Như nhau. 3, 4. Đấy. Bây giờ vào số 1. 3 giây đỏ thì đi này. Ra côn này. Thế thi không được thi xe bánh? Không, thì phải học xe chip đấy chứ. Được quay hết à? Nó chỉ có loại xe này. Có cả vay hớt, bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Bây giờ kết thúc với em thì trả bằng xe này, nhìn này, trả bằng xe này, xin nhận bài này lên này. Đấy, thì bây giờ thời gian mình thi này, đấy. Thời gian rất là gần 15 phút, đúng không? Thời gian người ta cho là 18 phút rồi. Bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Sau đó cứ vậy em làm thôi.